Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá gas mới nhất hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2023. Chúc các bạn và gia đình ngày mới vui vẻ, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Trong bản tin hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Cập nhật thông tin về giá gas trên thị trường thế giới mới nhất. Tiếp theo là thông tin cập nhật mới nhất về giá CPLPG trên thị trường thế giới. Dự báo giá gas tháng 11 năm 2023. Tính tới ngày 17 tháng 10 năm 2023. Cuối cùng là thông tin giá gas trong nước hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá gas trong nước hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2023, giá gas trên thị trường thế giới tăng nhẹ. Mở cửa phiên giao dịch sáng 17 tháng 10 năm 2023, giá gas hôm nay tại thị trường thế giới tăng 0,1% lên mức 3,12 USD trên MMBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 11 năm 2023. Giá khí đốt ở châu Âu và châu Á tăng mạnh do xung đột Hamas-Israel, nguy cơ đình công ở các nhà máy xuất khẩu khí đốt hóa lỏng, LNG lớn của Úc và tính tổn thương của cơ sở hạ tầng, bao gồm vụ dò rỉ đường ống ở biển Baltic, bị nghi ngờ do phá hoại. Cuối tuần trước, giá hợp đồng tương lai đối với khí đốt của Hà Lan, giá tiêu chuẩn ở châu Âu, tăng tới 14,2% lên 53 euro trên MWh, nâng mức tăng lên hơn 30% kể từ cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel cuối tuần trước. Tại châu Á, giá LNG giao ngay đang được chào bán ở mức cao nhất trong 8 tháng. Giá khí đốt châu Âu hiện ở mức cao nhất kể từ tháng 3, khi các nhà giao dịch lo ngại nguồn cung khí đốt bị ảnh hưởng do gián đoạn đường ống và xung đột giữa Israel và Hamas. Diễn biến này là cú sốc mới nhất đối với một thị trường đầy biến động kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi đầu năm ngoái. Giá khí đốt ở châu Âu đã giảm từ mức đỉnh hơn 300 euro trên MWh vào tháng 8 năm 2022. Và châu Âu đã lấp đầy phần lớn công suất khí đốt dự trữ để chuẩn bị cho nhu cầu đông. Tuy nhiên, đà tăng giá liên tục của khí đốt hiện nay sẽ đẩy chi phí của các doanh nghiệp và người tiêu dùng lên cao một khi lượng khí dự trữ mùa đông của lục địa này giảm xuống. Thưa các bạn, về dự báo giá gas trong nước tháng 11 năm 2023. Cập nhật mới nhất trên thị trường, giá CPLPG tháng 11 năm 2023 hiện đang có mức giá là 582,2 USD trên tấn. So với giá CP chính thức tháng 10 năm 2023, đã giảm tới 25,3 USD trên tấn. Vì vậy, dự báo giá gas tháng 11 năm 2023, tính tới ngày 17 tháng 10 năm 2023, giá gas trong nước sẽ điều chỉnh giảm khá, với bình 12kg sẽ giảm đi 7.500 đồng trên bình, bình 45kg sẽ giảm đi 28.000 đồng trên bình. Về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại thị trường trong nước, theo thông tin từ một số doanh nghiệp kinh doanh gas, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, giá gas bán lẻ tăng 1.667 đồng trên kg, gồm thuế VAT, tương đương tăng 20.000 đồng trên bình 12kg. Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam, PVGas LPG miền Nam, Petro Việt Nam Gas thông báo tăng giá bán lẻ từ ngày 1 tháng 10, mức tăng 1.667 đồng trên kg. Tương đương 20.000 đồng trên bình 12kg và 75.000 đồng trên bình 45kg so với tháng 9. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Sài Gòn, Saigon Petro thông báo từ ngày 1 tháng 10, tăng 20.000 đồng trên bình 12kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng 426.500 đồng trên bình 12kg. Đại diện thương hiệu City Petro cho biết, từ ngày 1 tháng 10, các sản phẩm gas bán lẻ của doanh nghiệp này tăng 75.000 đồng loại bình gas 45kg. 83.000 đồng đối với bình gas 50kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng đối với loại bình gas 12kg của hãng này là 464.000 đồng sau tăng giá. Tại công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương, từ 7 giờ 30 ngày 1 tháng 10, giá gas của công ty tăng thêm 20.000 đồng trên bình 12kg và 83.000 đồng trên bình 50kg. Nguyên nhân tăng giá gas trong tháng 10 do giá gas thế giới bình quân tháng 10 năm 2023 là 607,5 USD trên tấn, tăng 52,5 USD trên tấn, so với tháng 9 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông, để nhận những thông báo mới nhất về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.